Thưa quý vị, nhằm thúc đẩy thu hút du khách các tháng cuối năm, tỉnh Quảng Ninh sẽ tổ chức chuỗi sự kiện, chương trình hoạt động kích cầu du lịch hấp dẫn. Riêng trong tháng 9, dự kiến sẽ có 16 sự kiện được tổ chức. Trong đó đáng chú ý là các sự kiện quy mô cấp quốc tế, quốc gia, cấp tỉnh như giải chạy VN Express Marathon Amazing 2024, giải bơi chung cao tuổi toàn quốc, giải góp Quảng Ninh mở rộng, giải vô địch câu lạc bộ nhảy cầu quốc gia. Nhiều đơn vị địa phương có thế mạnh về phát triển du lịch của tỉnh cũng có những lễ hội sự kiện quy mô kỳ vọng thu hút du khách như lễ hội khinh khí cầu thành phố di sản sắc màu Hạ Long, giải bơi vua và nữ hoàng biển cả tại Cô Tô, lễ hội truyền thống đền An Sinh thị xã Đông Triều, giải thể thao hai môn phối hợp bơi chạy tại Vân Đồn, lễ hội đua thuyền truyền thống xã Đồng Rui mở rộng tại Tiền Yên. Theo kế hoạch, hội chợ OCOP khu vực Đông Bắc Quảng Ninh 2024 sẽ diễn ra từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 3 tháng 9 tại Cung Quy hoạch Hội chợ và Triển lãm tỉnh. Hội chợ có 257 gian hàng được chia thành 4 khu vực trưng bày, quảng bá sản phẩm bên trong và bên ngoài Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh. Trong đó 100 gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP của tỉnh, giới thiệu nét văn hóa địa phương. Trên 150 gian hàng giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp OCOP đặc trưng tiêu biểu của các tỉnh, thành phố, các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước, doanh nghiệp các địa phương quốc tế có quan hệ hợp tác với Quảng Ninh như Hủa Phăn, Luông Pha Băng, Xanh Nhạ Bô Ly, Lào, Quảng Tây và Vân Nam Trung Quốc, Cộng hòa Hồi giáo Pakistan. Hội chợ OCOP khu vực Đông Bắc Quảng Ninh 2024 là cơ hội để kết nối, giới thiệu, quảng bá và đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm OCOP của Quảng Ninh nói riêng và các tỉnh khu vực Đông Bắc nói chung, hình thành điểm đến du lịch phục vụ nhu cầu tiêu dùng, mua sắm hàng hóa của người dân, du khách dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Cuộc thi Abu Robocon 2024 do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức đã thành công tốt đẹp. Không chỉ đảm bảo về chất lượng chuyên môn, Abu Robocon 2024 tại Quảng Ninh còn để lại ấn tượng tốt đẹp với các đội tuyển, cổ động viên, khán giả trong nước và quốc tế về một Quảng Ninh tươi đẹp, hiện đại, an toàn, chu đáo, con người Quảng Ninh thân thiện, mến khách. Một trong những ý nghĩa quan trọng của cuộc thi ABU Robocon 2024 đó là quảng bá văn hóa và du lịch của Việt Nam nói chung, của Quảng Ninh nói riêng tới người dân các nước châu Á, Thái Bình Dương. Ngay khi đặt chân đến thành phố Hạ Long, thành viên các đội tuyển Robocon đã được tham quan các địa điểm du lịch nổi tiếng và tìm hiểu về văn hóa, con người Quảng Ninh. Tôi tới từ Mông Cổ. Ở nước tôi có rất nhiều mỏ than với lượng xuất khẩu than rất lớn, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy một bảo tàng về khai thác mỏ, rất ấn tượng với tôi. Đất nước tôi không có biển nên tôi thấy không khí ở đây thật tuyệt vời. Những hòn đảo đá san sát khiến tôi quá ấn tượng. Là địa phương đăng cai ABU Robocon 2024, tỉnh Quảng Ninh đã chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất. Địa điểm thi đấu khu liên hợp thể thao tỉnh được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế với trang thiết bị và các tiện ích tối ưu, phục vụ tốt nhất cho khán giả và các đội tuyển. Hệ thống âm thanh, ánh sáng và màn hình lớn đảm bảo để tất cả mọi người đều có thể theo dõi chi tiết diễn biến các trận đấu, mang lại sự phấn khích, sôi động trên các khán đài. Thực sự thì xưa giờ thì em chỉ xem ở trên TV thôi, nhưng mà ngày hôm nay được chứng kiến trực tiếp thì cũng thấy vô cùng là sôi động, nồng nhiệt. Các robot hoạt động rất là trơn tru và vô cùng là nhanh chóng để có thể là đưa những cái hạt giống vào trong ô cũng như là ném những cái hạt giống đấy và đạt được mùa vàng. Thì em thấy là các đội thi rất là xuất sắc. Cảm ơn nước chủ nhà Việt Nam đã tổ chức một cuộc thi rất chuyên nghiệp. Chúng tôi là những sinh viên sang đây để cổ vũ cho đội tuyển Nhật Bản đã được hỗ trợ rất nhiều. Các bạn có một nhà thi đấu rất đẹp, chuyên nghiệp và hiện đại. Các phương án đảm bảo an ninh trật tự, y tế trong thi đấu được triển khai chuyên nghiệp, nguồn điện, đường truyền internet tốc độ cao, ổn định, đáp ứng hoàn toàn việc thực hiện truyền hình trực tiếp trong nước, quốc tế, livestream trên các nền tảng xã hội với thời gian kéo dài 6 giờ đồng hồ. Tỉnh Quảng Ninh cũng đã tạo mọi cái điều kiện thuận lợi nhất để cho chúng tôi có thể là hoàn thành cái nhiệm vụ trong cái công tác tổ chức cuộc thi ABU Robocon năm 2024. Chúng tôi có thể truyền tải được những cái hình ảnh đẹp nhất, giới thiệu về hình ảnh Việt Nam, về Quảng Ninh tới bạn bè quốc tế. Việc phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức thành công giải thi sáng tạo robot Robocon Thái Bình Dương năm 2024 này không chỉ khẳng định tỉnh Quảng Ninh của chúng ta có thể là nơi để đủ cái năng lực tổ chức các cái sự kiện quốc tế, khu vực về văn hóa, về thể thao, về các hoạt động giải trí, các hoạt động du lịch, mà còn đánh dấu một bước tiến mới khi chúng ta phối hợp tổ chức những cái giải mang tính chất khoa học công nghệ, đặc biệt là như giải sáng tạo Robocon châu Á Thái Bình Dương là một giải mà đã có tiếng 20 năm nay không chỉ ở Việt Nam mà ở rất nhiều quốc gia trong khu vực châu Á Thái Bình Dương.
Việc tiếp tục tổ chức thành công cuộc thi sáng tạo robot châu Á-Thái Bình Dương năm 2024 với nhiều ấn tượng đẹp đã một lần nữa khẳng định vị thế của Quảng Ninh là địa phương có hạ tầng cơ sở hiện đại, trở thành điểm đến của các sự kiện lớn của quốc gia và quốc tế. Theo lộ trình của chính phủ, từ ngày 15 tháng 9 tới đây, hệ thống 2G sẽ chính thức ngừng hoạt động để đảm bảo việc chuyển đổi hoàn toàn SIM máy 2G lên 4G. Cùng với các nhà mạng trên địa bàn tỉnh, Viettel Quảng Ninh cũng đang tích cực thực hiện công tác phối hợp với các địa phương, tăng cường thông tin tuyên truyền, hỗ trợ người dân thực hiện việc chuyển đổi. Xã Thống Nhất, thành phố Hạ Long là địa bàn có đặc thù nhiều người dân gắn với nghề đi biển, đi rừng, nên việc tiếp cận thông tin tuyên truyền, hỗ trợ việc chuyển đổi SIM máy 2G sang 4G cũng gặp nhiều khó khăn. Trước thực trạng này, Viettel Hạ Long đã chủ động xây dựng phương án kế hoạch phối hợp với chính quyền địa phương, tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, đánh giá, lập danh sách và triển khai các phương án giải pháp bố trí nhân lực, hỗ trợ tối đa cho người dân, thực hiện việc chuyển đổi phù hợp với điều kiện của từng khu dân cư. Để đến làm được cho bà con, bất kể có cả khung giờ nào, có thể là buổi sáng sớm, và cũng có thể là buổi chiều, và cũng có thể là buổi tối, linh động theo cái công việc của bà con để bọn tôi làm cho bà con được chuyển được sang cái mạng 4G theo đúng cái lộ trình mà chính phủ đưa ra. Viettel Quảng Ninh là nhà mạng có số lượng đầu số thuê bao sử dụng SIM 2G phải chuyển sang 4G lớn nhất trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao của đơn vị, cùng sự vào cuộc quyết liệt trách nhiệm của đội ngũ cán bộ nhân viên, tiến độ chuyển đổi SIM 2G được đảm bảo. Hiện toàn tỉnh còn 25.000 máy mạng 2G phải chuyển đổi sang mạng 4G. Các nhà mạng đang tích cực hỗ trợ người dân đảm bảo hoàn thành trước thời điểm ngắt sóng ngày 15 tháng 9. Chúng tôi thấy là từ 2G chuyển đến 4G thì rất là thuận tiện cho những người dân chúng tôi. Ví dụ như chúng tôi đi lĩnh lương hoặc là chúng tôi làm bất cứ một việc gì đều dùng những cái điện thoại thông minh cả. Thì chúng tôi thấy là rất là thuận tiện. Thì Viettel thì cũng đã tích cực trong cái việc là phối hợp cùng với cả chính quyền địa phương các cấp, từ Ủy ban nhân dân thành phố, thị xã, huyện, rồi đến cấp phường, xã. Các cái tổ chuyển đổi số cộng đồng thì cũng rất là tích cực trong cái việc là tuyên truyền vận động người dân đang sử dụng máy 2G để chuyển đổi lên máy 4G. Thì Viettel thì cũng đã chủ động trong cái việc là đảm bảo các cái dòng máy 4G cho khách hàng để hỗ trợ cho khách hàng trong cái việc là thuận tiện để chuyển đổi. Chỉ còn hơn 2 tuần nữa là mạng 2G sẽ chính thức tắt sóng. Người dân sử dụng máy mạng 2G cần sớm chuyển đổi lên mạng 4G để không chỉ đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt mà còn góp phần vào thực hiện việc chuyển đổi số toàn diện trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Chương trình khuyến mại tập trung quốc gia 2024 Việt Nam Grand Sale 2024 dự kiến diễn ra từ ngày 2 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024, kết hợp các hoạt động thương mại truyền thống và thương mại điện tử để tạo sức lan tỏa và thu hút sự tham gia của doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong mọi lĩnh vực. Chương trình được thực hiện nhằm kích cầu thị trường tiêu dùng trong nước, đẩy mạnh hoạt động sản xuất và kinh doanh, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế. Tất cả các doanh nghiệp đều có quyền hưởng ứng tham gia chương trình bằng việc chủ động quyết định áp dụng hạn mức khuyến mại tối đa lên đến 100%. Doanh nghiệp đồng thời phải cam kết thực hiện các hoạt động khuyến mại hợp pháp, trung thực, công khai, minh bạch và đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, đảm bảo về chất lượng hàng hóa dịch vụ cũng như các quy định về thủ tục hành chính theo quy định hiện hành. Tối qua tại Cung Văn hóa Thanh Thiếu Nhi tỉnh, Ban chỉ đạo hoạt động hè thành phố Hạ Long đã tổ chức tổng kết các hoạt động hè năm 2024. Với chủ đề Hè vui an toàn học ngàn điều hay, các hoạt động quản lý giáo dục vui chơi cho thanh thiếu nhi được triển khai phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương, đơn vị, tạo sân chơi an toàn lành mạnh, bổ ích và phòng chống xâm hại trẻ em, tai nạn thương tích, đặc biệt là tai nạn đuối nước trong dịp hè. Công tác vận động xã hội hóa, huy động nguồn lực hỗ trợ đỡ đầu trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng các công trình phần việc đáp ứng nhu cầu của trẻ em và cộng đồng dân cư, từ đó thể hiện sự quan tâm, động viên của toàn xã hội cũng như tạo động lực để trẻ em phát triển toàn diện. Nhân dịp này, Ban chỉ đạo hoạt động hè thành phố Hạ Long đã khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong hoạt động hè năm 2024. Hai ngày qua, nhiều tỉnh phía Bắc xảy ra mưa lớn đã ngập lụt và sạt lở ở nhiều địa phương miền núi và Trung Du. Các chuyên gia khí tượng thủy văn dự báo tháng 9 mới là cao điểm về mưa lũ ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Người dân cần cập nhật thông tin cảnh báo thường xuyên để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản khi xảy ra thiên tai. Các địa phương cần chủ động thường xuyên rà soát các điểm xung yếu về lũ quét, sạt lở đất trước mùa mưa bão và trước các đợt mưa lớn để đảm bảo an toàn cho nhân dân.
Bản tin thời sự của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.